Hey everyone, chủ đề lần này theo mình nghĩ sẽ khá là hot, giống như là Cecil Rodriguez vậy đó. Bởi vì mình sẽ review các dòng nước hoa của thương hiệu Jo Malone. Ở Việt Nam thì thương hiệu Jo Malone thì rất được nhiều bạn ưa chuộng và yêu mến rồi. Và bởi vì có cái giá khá là chát, khá là mắc, nên để thử và trải nghiệm nhiều mùi á, thì ở đây mình chỉ có những cái chai vial và một cái chai mini size thôi. Nếu mà bạn hay yêu thích và tìm hiểu về nước hoa thì Jo Malone là một thương hiệu nước hoa niche đến từ Anh. Và đúng như cái tên mà hãng muốn tới là Jo Malone Cologne, nên những cái dòng nước hoa này nó không có lưu hương tốt cho lắm và bán và tỏa khá là kém. Nhưng bù lại thì cái mùi hương nó rất là tinh tế, nó rất là thật, nó rất là tự nhiên. Nó giống như là mùi ở ngoài, nó gần gũi, nó thiên nhiên vậy đó. Và một điều đặc biệt nữa là Jo Malone nó khuyến khích là bạn có thể mix mùi hương, kiểu như trộn hai mùi hương bạn yêu thích lại với nhau. Mình thì có cái bộ đôi khá là yêu thích, đó chính là Blackberry and Pay với lại Peony plus Wheat. Hai cái mùi hương đó nó cảm thấy rất là dễ chịu, ý, mùi lá mà kết hợp thêm mùi hoa nữa, trời yêu thích cực kỳ luôn. Nên tùy do cái nốt hương mà yêu thích mà bạn có thể kết hợp hai cái loại nước hoa của Jo Malone với nhau. Khá là đặc biệt đúng không? Các dòng khác thì không có được mix lại như vậy và nó không có được hài hòa như vậy đâu. Nên nó độc đáo, nó hay ho, nó mắc là có lý do của nó. Không nói nhiều nữa và bây giờ chúng mình cũng bắt đầu luôn thôi. Đầu tiên thì mình sẽ nói đến em Oud & Bergamot trước. Mình mua em này bởi vì mình thích hai cái nốt hương Oud và Bergamot á. Chứ ở Việt Nam thì mình thấy ít có người nào nhắc về em này lắm. Và cái mùi Oud của Jo Malone nó thật sự nó rất là khác biệt. Nó rất là nhẹ nhàng và nó thanh mát. Nó không có giống kiểu cái mùi hương Oud trước đây mà mình ngửi. Kiểu như nhờ kết hợp với nốt Bergamot cam chanh á, nên em này rất là thanh mát, rất là thật theo cái mùi gỗ thật ấy. Và nó không có, nó rất là nhẹ nhàng. Mình nghĩ á, đây là cái mùi hương gỗ dành cho người mới bắt đầu, cho người muốn sử dụng cái nốt hương gỗ, nhưng mà nó nhẹ nhàng thôi, nó không có nồng đậm quá như là Santal 33 hay là Oud của Tom Ford. Những cái mùi đó là rất là nồng đậm mùi gỗ luôn. Còn em này thì nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thanh mát. Và Oud & Bergamot là mùi unisex nha, không thiên quá về nam hay là nữ, nên mình thấy bạn nào dùng cũng được hết á. Nhưng đây là cái mùi hương mình không dám recommend nhất cho các bạn, bởi vì cái độ tỏa hương và lưu hương kém nhất trong các dòng Jo Malone trên da mình luôn. Trời ơi, mình xịt một cái mà khoảng mình không ngửi được rõ luôn ấy. Khi mà mình xịt á, mình thấy em ấy tỏa hương không có được tốt cho lắm ấy. Mình không nghe mọi người bình luận về cái mình đi ngang qua hay sao hết á. Cái độ tỏa hương kém rồi, cái độ lưu hương thật sự còn kém hơn nữa. Sau 2 đến 3 tiếng á, mình không còn nghe em ấy trên da của mình nữa, nó mất tiêu luôn. Và đây thật sự đúng là cái mùi hương để ngửi thôi chứ không dám mua đâu. Tôi đã tốn tiền rồi mà mua mà không giữ được mùi là tức lắm luôn á. Thì bởi vì được rất là nhiều người yêu thích nên Jo Malone nó tạo nên một cái phiên bản Intense, phiên bản Extract nồng độ mạnh hơn cho em này. Nên nếu mà bạn muốn thử cái nốt hương gỗ của Oud nhẹ nhàng á thì hãy thử qua phiên bản Extract nha, chứ đừng có thử qua phiên bản thường. Tiếp theo sẽ là cái mùi hương dành cho những bạn yêu thích các nốt hương từ chanh xanh và từ lá, và đặc biệt là lá quế nha. Khi mà vừa mới xịt lên thôi là mình cảm nhận rõ được cái nốt hương của chanh xanh là rất là nồng đậm, kết hợp với sự cay cay nhẹ nhẹ của lá nguyệt quế á, kết hợp với sự cay nhẹ của lá quế. Khi mà dịu lại thì bạn sẽ cảm nhận được cái nốt hương của gỗ vetiver, cỏ hương bài ấy. Thì mùi hương này nó khá là soft đi sen nha, kiểu như đây là cái mùi hương mà bạn xịt, đây là cái kiểu mùi hương mà bạn xịt nước hoa mà người ta không nghĩ bạn dùng nước hoa đâu, mà người ta sẽ nghĩ là bạn vừa mới tắm xong vậy đó. Mùi hương nó rất là thanh mát, rất là sạch, rất là gần gũi và nó hơi hướng xà bông á, nó hơi hướng soft đi. Mình thấy cái mùi hương này thích hợp là dùng cho mấy bạn làm việc ở công sở nha, làm việc ở cái môi trường mà bạn yêu cầu cái mùi hương phải rất là thanh mát, sạch sẽ và kiểu như trẻ trung, tươi mát. Dù là nốt hương unisex nhưng mà mình lại khá thích ngửi mùi này trên nam nhiều hơn là nữ. Và mỗi khi mà bạn nam dùng mùi này, mình cho cảm giác giống như là một cái bạn rất là biết chải chuốt nè, bạn yêu thích sự sạch sẽ như chân thành,
hay là bạn sẽ rất là thể thao, có tinh thần thể thao ấy, thì đang rất là thanh mát mùi hương của mùa hè. Cái mùi hương lime and basil này á, nó lưu khá tốt trên da mình tầm 4 đến 5 tiếng và cho đến khi em ấy nhạt và bay mất, và tỏa hương khá tốt trong từ 1 đến 2 tiếng đồng. Tiếp theo là cái mùi hương Jo Malone dành cho các bạn yêu thích các nốt hương trái cây, Nectarine Blossom and Honey. Đây có thể nói là cái mùi trái đào thật nhất mà mình từng ngửi trong nước hoa luôn. Xịt một cái là mình cảm nhận được cái nốt hương trái đào mà nó giòn tan trong miệng luôn á. Nhờ kết hợp với cái green note trong em này á, cho cái mùi hương nó rất là thanh mát nè, nó rất là tươi tắn, trẻ trung, vui vẻ và có năng lượng sao ấy, cảm giác rất là ngon miệng nữa, cảm giác như đang nhai trái đào giòn tan vậy đó. À, mình phải nói thêm là cái mùi hương này không có ngọt đâu nha. Nhiều bạn nghĩ là có chữ honey là nó sẽ ngọt, nhưng mà cái cảm giác như nó không có ngọt cái nào á. Cái nốt hương mật ong á, kết hợp với cái mùi trái đào á, nó làm cho trái đào nó chua chua ngọt ngọt theo kiểu vừa chín tới thôi, chứ không phải là kiểu ngọt đậm ngọt gắt đâu, nên mấy bạn đừng có nghĩ có chữ honey mà ngọt nha. Và đây là cái mùi hương unisex, cả nam và nữ đều có thể dùng được. Mấy bạn nam á, mà thích cái mùi hương trái cây mà thiên về đào á, là có thể triển nghe em này luôn, mình thấy không có quá nữ tính đâu. Bởi vì quá là dễ dùng, dễ xài và nịnh mũi á, nên có thể hiểu đây là một trong những cái mùi hương được yêu thích nhất và bán chạy nhất của thương hiệu Jo Malone ha. Mùi hương quá dễ dùng, dễ xài, và nếu bạn thích mùi hương trái đào mà nó tự nhiên, thanh mát và nó gần gũi á, thì mình highly recommend em Jo Malone này luôn. Độ lưu hương khá là tốt, một trong những cái dòng Jo Malone lưu hương tốt, tầm 4 đến 5 tiếng trên da của mình và tỏa hương khá là tốt trong 1 đến 2 tiếng đầu. Mình nhận được khá là nhiều lời khen khi mà dùng em Jo Malone Nectarine Blossom and Honey này. Highly recommend. Tiếp theo thì mình sẽ nói đến em English Pear and Freesia. Đây là cái mùi hương mà mình tưởng không thích mà mình thích không tưởng. Bởi vì khi mình ở store mình xịt ra giấy á, mình kiểu mình không hiểu mùi hương này có gì mà mọi người kiểu điên cuồng vì nó, tại vì nhắc đến Jo Malone mọi người cứ nghĩ tới English Pear and Freesia, kiểu là mình phát chán luôn ấy. Nhưng mà khi mua về review á, thì khi xịt lên da, trời, mình thật sự mới yêu thích và kiểu mình bị cuồng em này luôn. Và nó thuộc cái top 3 Jo Malone mà mình yêu thích nhất luôn. Phải nói là một cái mùi hương nó rất là tinh tế, nó rất là thật, nó rất là giòn tan của quả, nó rất là giòn tan của quả lê kết hợp với quả dưa lưới. Sau khi mà cái mùi này dry down lại á, thì cái mùi hoa mình ở trên da của mình á, lại là hoa hồng. Mình không có rõ được cái nốt hương hoa lan cho lắm, nhưng mà mình nghe khá rõ nốt hoa hồng kết hợp với mùi quả lê. Nó rất là mọng nước, nó rất là duyên dáng, nó rất là thanh lịch. Mùi hương rất là nhẹ nhàng nữa. Mình nghĩ là cho dù bạn dị ứng với nước hoa, bạn không thích dùng nước hoa hoa đi chăng nữa, thì bạn vẫn có thể cảm nhận, bạn vẫn có thể thích, bạn vẫn có thể tận hưởng cái em English Pear Freesia này. Ở đâu mà chả trồng lê được. Bởi vì có chữ English Pear nên nó phải nghĩ ngay, nó làm cho mình nghĩ ngay tới cái mùi hương, nghĩ ngay đến đất nước Anh á, nghĩ ngay đến là cái mùi hương nó rất là thanh lịch. Mùi hương, đúng là cái mùi hương nó rất là thanh lịch, nó rất là duyên dáng và nó rất là kiểu sang chảnh hay sao, bằng cách nào ấy. Mình thấy thì cái mùi unisex này nó thiên về nữ hơn. Nếu mà mấy bạn nam thích mùi trái cây với mùi hoa hồng á, thì vẫn có thể thử qua em này. Bạn có thể kết hợp với lime and basil mandarin để cho cái mùi hương nó kiểu như nó bắt cá tính hơn, nó nam tính hơn một chút xíu khi mà dùng. Nhưng mà đây cũng là cái mùi hương rất là đáng trải nghiệm của thương hiệu Jo Malone. Mình thật sự ước là cái mùi này nó lưu hương tốt hơn nữa, bởi vì nó chỉ tỏa được trong vòng 1 tiếng đầu và sau 3 tiếng thì mình không còn nghe em ấy trên da nữa. Trời, mình thật sự ước là cái mùi hương này nó lưu hương tốt hơn, bởi vì mình rất là yêu thích em English Pear Freesia này. Và cuối cùng mình sẽ nói đến em Black Berry and Pay. Mình thật sự thiên vị khi mà để em ấy cuối cùng, bởi vì đây là cái mùi hương mình yêu thích nhất 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 luôn của Jo Malone. Mình đã review khá chi tiết về em này ở những cái mùi nước hoa của mùa hè mình yêu thích. Mình có thể để link cho bạn nào muốn coi lại ha. Để nói lại một lần nữa, đây là cái mùi hương nó cực kỳ thanh mát.
và nó cho mình cái nguồn năng lượng rất là lớn, một cái nguồn năng lượng để bắt đầu một cái ngày làm việc rồi đó. Cái mùi hương trời ơi, mỗi lần ngửi thì là mình kiểu mình kiểu trời ơi, mình thích kinh khủng khiếp luôn. Đúng như mô tả của nhà sản xuất, đây là cái mùi hương mà ông ấy thiết kế khi mà ông ấy trở về cái miền quê và họ nghe được những cái nốt hương rất là thanh mát, rất là êm đềm, dịu dàng của miền quê nước Anh ấy. Và bởi vì kết hợp khá là hài hòa giữa blackberry, quả bưởi và lá nguyệt quế. Nhưng mà cá nhân mình thấy cái mùi nó giống lá mò gai. Ở Việt Nam, đây là cái mùi hương dành cho những bạn yêu thiên nhiên, muốn gần gũi với thiên nhiên vậy đó. Mình tin là cái mùi này unisex, nam nữ đều có thể dùng được. Mình cũng thật sự ước là em này lưu hương tốt hơn trên da mình, bởi vì em ấy tầm 3 tiếng là có biến mất rồi. Em ấy chỉ tỏa hương tốt trong 1 tiếng đầu thôi, chứ 2-3 tiếng là em ấy biến mất luôn rồi. Và mình cứ kiểu phải mang theo bên người. Cái ngày nào mà mình xịt á, mình cứ kiểu phải mang bên người, cứ cách 2 tiếng mình xịt lại, cách 2 tiếng mình xịt lại. Bởi vì mình quá đổi yêu thích em này. Và chắc chắn sau khi dùng hết em mini size này thì mình sẽ đầu tư cho em full size luôn. Rất là yêu thích luôn, highly recommended. Ok, vậy là mình đã giới thiệu hết những mùi Tromolon trong phần 1. Mình sẽ có cái phần tiếp theo. Bởi vì nếu mà cho ra một video mà giới thiệu 10 mùi thì nó hơi bị nhiều quá, nên mình sẽ chia ra, nên sẽ có phần 2 cho thương hiệu Tromolon ha. Mình hy vọng là chủ đề lần này là giúp ích cho những bạn đang tâm tia những cái mùi hương mình đề cập ở phía trên nha. Nếu mà bạn thấy video này hữu ích thì hãy like và nhấn nút subscribe màu đỏ phía dưới để nhận được thông báo mỗi khi mình đăng video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại.